Do đặc thù công việc thường xuyên phải ngồi nhiều hoặc làm việc liên tục hàng giờ bên máy tính, khiến dân văn phòng có nguy cơ cao mắc các bệnh lý về xương khớp. Bệnh nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời có thể gây ảnh hưởng đến thể chất và chất lượng cuộc sống của người bệnh. Do công việc thường xuyên phải nghiên cứu, chị Trần Thị Phi Hằng phải ngồi nhiều, ít vận động. Thấy có triệu chứng đau cổ vai gáy, chị đến Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội thăm khám và được các bác sĩ chẩn đoán bị hội chứng cổ vai gánh tay. Mình cũng đã được các y bác sĩ ở đây điều trị cho mình bằng các cái biện pháp như là day cơ bấm huyệt, rồi làm các cái biện pháp như là xung cái vùng bờ vai để giảm đau, cũng như là khi mà mình gặp các cái triệu chứng như là tiền đình thì các bác sĩ cũng giúp đỡ cho mình điều chỉnh các cái cơ ấy và xoay lại, cũng làm cho mình cũng cảm thấy các cái triệu chứng nó cũng phần nào có thuyên giảm. Bệnh nhân này đến với một cái tình trạng đau mỏi cổ vai gáy rất là nhiều ngày rồi. Bệnh nhân thì đau lan lên đầu, có cả đau lan xuống cả vai và cánh tay, và bệnh nhân đã được điều trị bằng các phương pháp vật lý trị liệu. Số lượng bệnh nhân đến đây để khám và điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp, đặc biệt là các bệnh lý về văn phòng như là các bệnh đau mỏi cổ vai gáy, các bệnh lý về đau cột sống thắt lưng và vân vân. Rất nhiều các bệnh nhân nói chung là các hội chứng về đau thì phòng khám của mình thì đã gặp rất là nhiều và điều trị thường xuyên những bệnh nhân này. Nhiều người làm việc trong môi trường văn phòng có thói quen ngồi một chỗ, lười vận động và đặc biệt là ngồi sai tư thế nên đã tác động tiêu cực đến toàn bộ hệ thống cơ xương khớp của cơ thể. Trong khi đó, bệnh thường diễn biến âm thầm hoặc chỉ là những cơn đau, nhức mỏi ngắn nên không ít người có tâm lý chủ quan và bỏ qua. Điều này vô tình khiến bệnh ngày càng nặng và có nguy cơ dẫn đến một số bệnh lý như đau lưng, đau cổ vai gáy, thoát vị đĩa đệm, cong vẹo cột sống, hội chứng ống cổ tay, viêm khớp. Đối với những người bị các bệnh lý về cơ xương khớp gây hậu quả như tình trạng yếu cơ là bệnh nhân thì hạn chế vận động có tăng các nguy cơ chấn thương khi gia tăng vận động. Bệnh nhân có thể gây ra tình trạng như là đau nhiều làm cho ảnh hưởng đến tình trạng sinh hoạt, đặc biệt là ảnh hưởng đến tình trạng giấc ngủ, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Nó gia tăng tình trạng các bệnh lý mãn tính như là tim mạch, huyết áp, rối loạn chuyển hóa, đái tháo đường và rối loạn chuyển hóa về mỡ máu. Đối với các bệnh lý xương khớp dân văn phòng thường gặp thì vật lý trị liệu là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả giúp cải thiện tình trạng của người bệnh. Hạn chế lạm dụng thuốc thông qua các bài tập vận động và kết hợp sử dụng các thiết bị điều trị chuyên biệt. Theo các chuyên gia y tế, để phòng tránh mắc các bệnh lý về xương khớp, những người làm công việc văn phòng nên duy trì tư thế ngồi đúng. Bên cạnh đó, cứ 30 phút nên đứng dậy đi lại để thư giãn khớp, nên có thói quen tập thể dục và những bài tập giãn cơ đơn giản. Đồng thời, ăn uống đa dạng thực phẩm, tránh các món ăn không tốt cho khớp như nhiều muối, chất béo bão hòa,